Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng dễ làm cho người da dầu bị nổi mụn, lão hóa, đen sạm và nhờn bóng. Vì vậy nếu như bạn là người da dầu thì cần chăm sóc và dưỡng da thường xuyên hơn trong thời tiết hanh khô, oi bức như hiện nay. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 8 cách chăm sóc da dầu hiệu quả vào mùa nắng nóng. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Rửa mặt bằng nước ấm. Nước ấm làm sạch da nhờn hiệu quả hơn so với nước lạnh. Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm không quá 3 lần mỗi ngày vì nhiều hơn có thể làm da bị khô và kích hoạt các tuyến bã nhờn sản xuất thêm chất dầu. Ngừa mụn bằng sữa rửa mặt. Các loại sữa rửa mặt có chứa axit salicylic, axit siric và axit glycolic làm giảm các tế bào da chết, ngăn chặn chất nhờn, bụi bẩn bịt kín lỗ chân lông, từ đó tránh nguy cơ mụn bùng phát trên da mặt vốn rất dễ gặp khi thời tiết nóng bức. Tẩy tế bào chết. Bạn chỉ nên tẩy tế bào chết cho da khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Lưu ý không chà sát quá nhiều các vùng da mỏng nhạy cảm vì có thể làm da mất độ ẩm tự nhiên, dễ bị kích ứng. Hạn chế trang điểm. Trời oi nóng, nắng và khói bụi sẽ làm các lớp trang điểm bết dính trên khuôn mặt. Nếu không tẩy trang cẩn thận, đây sẽ là một trong những tác nhân chính khiến da bị lão hóa và nổi mụn, mủ. Do đó, bạn chỉ nên thực hiện các bước trang điểm cần thiết nhất trong thời gian này. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế các loại phấn nền Freshen bằng kem trang điểm dạng lỏng tinted moisturizing có chứa silicone. Đây là loại kem nền không lắng đọng và bịt kín các lỗ chân lông. Bên cạnh đó còn tạo ra lớp nền bảo vệ da hiệu quả trước tác động của nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời. Tránh sờ và nặn mụn. Đây chính là lúc thích hợp để bạn nên quyết tâm từ bỏ thói quen xấu này. Chạm tay quá thường xuyên lên mặt là cách nhanh nhất giúp vi khuẩn, các chất dầu và bụi bẩn lây lan vào da, làm cho tình trạng kích ứng và nổi mụn càng trở nên khó kiểm soát. Nếu tóc của bạn thuộc loại nhờn, bạn cần buộc gọn để tránh rơi, rớt và tiếp xúc trực tiếp với da mặt. Điều chỉnh lại chế độ ăn uống hàng ngày. Các loại thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày có tác động đáng kể đến làn da và mái tóc của bạn. Khi đã bước vào mùa khô nóng, cũng là thời điểm bạn cần phải quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn của mình. Đồ chiên xào, thức ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ có thể làm cho bạn dễ bị mụn trứng cá và mụn mủ. Thay vào đó, bạn nên bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin A như khoai lang, cà rốt, rau lá xanh như rau cải xoăn, bina, rau diếp, cải ngọt, ớt đỏ và các loại trái cây tươi, nhiều nước gồm dưa hấu, cam, xoài. Uống nhiều nước. Nắng nóng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi và làm da mất đi độ ẩm cần thiết. Vì vậy, bạn nên tăng cường hấp thụ nước bằng cách uống khoảng 8 đến 10 ly nước mỗi ngày, cũng như tiêu thụ các món ăn dạng lỏng như canh, súp, uống nước ép hoa quả ít đường và nước dừa tươi. Siêng đắp mặt nạ. Các loại mặt nạ dưỡng da rất cần thiết khi thời tiết oi bức và nhiều nắng. Bạn nên áp dụng chúng mỗi tuần một lần để giúp hấp thụ bớt lớp dầu thừa, loại bỏ tạp chất làm mát và duy trì độ ẩm cần thiết cho da. Có rất nhiều loại mặt nạ tự nhiên rất tốt cho da nhờn khi trời nắng nóng. Bạn có thể dùng táo nghiền trộn với 3 thìa mật ong hoặc trộn một quả chuối với 1 thìa mật ong, 1 thìa cà phê nước chanh thoa đều lên mặt. Để khô trong 20 phút và rửa sạch bằng nước khăn ấm nhằm loại bỏ bớt chất dầu bã nhờn quá mức trên da. Các loại mặt nạ chế biến từ trứng cũng cho tác dụng tương tự. Dùng miếng bông chấm lòng đỏ trứng lên các vùng da tiết nhiều chất nhờn như mũi, cằm, má, trán và thái dương, rửa sạch sau khi để khô khoảng 10 phút. Hoặc pha lòng trắng với 4 muỗng dầu hạnh nhân, 1 muỗng cà phê nước chanh và trộn đều thoa lên mặt, để khô và rửa sạch với nước ấm sẽ giúp loại bỏ bớt các lớp dầu dư thừa trên da. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn top những thực phẩm giúp giải độc và quét sạch độc tố trong phổi. Bạn nên đưa vào thực đơn hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.